hái thoải mái đi. Cháu qua tự hái đi. Thế để cháu hái ạ. Oh.
nhồi nhồi. Kéo gì anh ơi? Mày kéo gì đâu?
nước anh nấu. Hóa ra nó với thằng công an ở bên nhau lâu rồi. Bực thật đấy. Uống rượu. Rượu không nên nặng tiếp. Sang nhà LýCa đi xem lắm. Quay video cho xem thử. Chê mặt luôn à? Trường á? Đấy, anh tận trường ấy. Mà anh đến muộn quá hay sao? Hôm nay cô giáo bảo đón sớm. Em qua đường kia. Đâu, thì em đâu. Để nhé.
vào đấy để ở đường này vào xem nó. Xoay không cho chúng mày biết tay luôn. Phải quá không dọn dẹp đi. Chết đi. Thế à? Con Hải đi ăn đi à? Đi vào tí nữa Hải không? Để nắng quá đi vào đấy. Nắng quá nhỉ? Ôi, em. Ôi, anh ơi, nhà em bị làm sao đây? Ai là phá nhà em này anh ơi? Ai đi phá? Anh ơi, làm thế nào bây giờ? Ai là đến phá nhà em thế này? Anh ơi, ai lại đến phá nhà của em như thế này? Có hai mẹ con một căn nhà thôi cũng phá hết rồi, em biết sống ở đâu? Thật liều lĩnh, manh động. Đứa hành thiên bạch nhật thế này mà cũng đến quấy phá thế này. Với cái bàn ăn anh mới làm cho em, thế mà nó phá hết rồi thế này, em biết sống thế nào được bây giờ? Em sống sao đây anh ơi? Sao đây mà? Cố gắng đi.
mặt này, dám đi phá nhà cái cửa này. Không thù không án này, ai cả sao lại làm như thế. Vỡ hết bát rồi này. Và mỗi cái nhà không tha cho. Bát đũa họ cũng ném vỡ hết rồi. Mỗi cái nhà không họ cũng không tha cho. Không có được gây thù án với ai đâu mà. Liều lĩnh đấy. Bát có bị vỡ không? Vỡ rồi anh ạ. Hành động. Đánh vỡ cái bát kìa. Quá quay thường pháp luật rồi này. Cố gắng. Làm em có nghĩ là hai tên xã hội đen vừa rồi quay lại không? Để trả thù không? Anh không biết. Anh nghĩ là hai tên đấy quay lại đấy. Vì vừa rồi đến đây thì hai tên đấy không có ý định phá phách rồi. Em có làm gì với họ đã cho họ đâu. Không gây thù gây oán gì với họ. Họ đã đối xử với em như thế. Anh nghĩ là hai thằng đấy là quay lại đấy. Em có thù có oán gì với nó đâu. Sao chúng nó lại đối xử với em như thế. Nhà cửa đồ đạc em biết lấy gì về dùng bây giờ. Thôi em cứ bình tĩnh, em xúc động thôi. Thôi em cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Anh nghĩ là ở đây không an toàn rồi. Chắc chắn hai đối tượng đấy sẽ quay lại nữa. Thế em biết đi đâu? Họ đã lên kế hoạch rồi đấy. Để anh lên, anh với đồng đội anh sẽ cố gắng hết sức để đưa mấy tên này ra ánh sáng được. Không để tình trạng này xảy ra nữa. Trước mắt thì em sang nhà anh ở tạm đi. Em với con họ ở đây không được. Không an toàn rồi em ạ. Đây chỗ hoang vắng đó. Cũng may là hôm nay em không ở nhà đấy. Nếu mà em ở nhà nữa không biết chuyện gì xảy ra nữa. Thôi em chuẩn bị đồ đạc đi. Xong qua nhà anh ở một thời gian nữa. Khi nào mọi chuyện yên ổn nữa, rồi quay lại ở sau nhé. Bây giờ em với con nữa đêm hôm đêm vắng vẻ nữa. Anh không thấy yên tâm tí nào luôn.
em lên chuẩn bị đồ đạc xong đi sang nhà anh ở thời gian. Vâng. Anh chỉ với mẹ thôi mà, hai mẹ con không lo gì đâu. Em chuẩn bị đồ đạc. Có đồ gì cần thiết em cứ để vào đây. Đi sang nhà anh ở một thời gian nhé. Đi sang nhà bác nào. Ở đây cũng được. Sao đấy lại làm phiền nhà anh? Không sao đấy, em đừng nghĩ thế. Chứ ở đây mẹ ở đêm nửa hôm không an toàn mẹ đâu. Ơi đi. Mẹ cây dưa hấu. Đi đi cây dưa hấu. Ở nhà rồi. Này đi ăn cỗ. Em đi vào đi. Chơi đấy nhá. Chơi đấy chờ ba với mẹ nấu cơm ăn nhá. Rồi, ngoan nhá. Anh bắt ở suối đấy. Anh đi bắt à? Ừ. Mình ngon không? Ngon nhỉ. Cá này loại cá ngon đấy. Thì anh chắc phải tối nay mới về đấy.
cố này anh em sao? Anh có việc nên là không đi được. Anh nghĩ là bây giờ ở đấy thì không an toàn. Trước mắt em cứ ở đây thôi nhé, không phải suy nghĩ đâu nhé. Cứ ở đây tạm thời gian nữa, khi nào công việc với lại ổn định rồi thì ra đây ở sau. Em ở đây lại làm phiền anh với cả bác. Sao đâu, em nghĩ là phiền đấy. Em cứ ở đây khi nào thấy yên ổn rồi về sau cũng được, sao hết, cứ yên tâm ở đây đi nhé. Còn về thành phần mấy đối tượng kia thì anh sẽ cố gắng để xử lý càng nhanh càng tốt. Thế thì anh cho em vợ nhờ mấy hôm để lánh mặt mấy tên kia đã, xong rồi em lại về thôi. Sao anh cứ ở đây đi. Ghen nhé anh. Xong rồi. Ghen nhé anh cơm đi. Em ăn đi, không có chờ ăn đâu. Ăn cơm đi. Này một con này. Ăn đi. Không, không có thể ăn đâu mà. Không có thể ăn. Em ăn rồi. Có ăn được cay không? Không cần. Không cần. Dường đi nha, bà Sương nha. Em, ăn đi em ơi. Ăn cơm giòn lắm. Thích ăn cá lắm. Quan đi. Đâu, xương đấy.
sao hết. Sắp giờ đi làm rồi. Em sẽ ở đây chứ ở nhà nhé. Chứ mà thì em cứ ở đây đấy, không nên về đâu nhé. Em đi làm à? Ừ. Anh đi làm bây giờ đấy. Thế hay là cho em đi theo với. Em qua cái chỗ nó đang làm dở. Em làm gì? Em đi bộ đi ngôi. À nghe. Ừ. Ừ, thế thì tiện đường đấy thì cho em đi theo. Ừ, thế thì em chuẩn bị đồ nhé. Không anh chở đi luôn. Nào này, qua đây anh cho em cái áo này, em ngoài nắng lắm đấy. Bên này có vừa không? Anh ngồi đây. Áo này không có vừa em, khoác đi đỡ nắng. Chắc vừa đây ạ. Em khoác tạm nhé, đỡ nắng lắm, ra ngoài nắng lắm. Nắng em làm nhớ về sớm nhé.
hai mẹ con này đi đâu nhỉ? Hôm qua đến chả thấy, hôm nay cũng thế, hay là có chuyện gì nhỉ? Gì không? Nhóc nghe gì đấy? Chúng mày là ai đây? Hả? Chúng mày là nào? Sao dám đón nhà đi cái? Chúng mày là nào đây? Hả? Chúng mày là nào? Hai thằng đấy là thằng nào ấy? Hôm đấy say quá.
mình đến nhà. Nếu thấy nó ở nhà, nó đi theo thằng công an này thôi. Đi theo nó. Bực quá. Hóa ra đi theo thằng công an này, cứ tưởng bị làm sao. Hóa ra nó ở đây. Mọi thằng công an này. Bực quá. Sao em không làm tinh của về sớm, sao lại làm muộn ý? Em cố làm cho xong ạ. Mệt không? Em không. Nắng ngồi này em về sớm đi, không say nắng lắm nào. Em làm được mà. Em ngồi đây cả, em đun nước cho uống. Mệt không anh? Anh công việc bình thường thôi. Nhẹ nhàng. Mấy hôm nay ở khu mình xuất hiện mấy tên không có giấy tờ ấy. Ở vùng khác lên đây. Thế là phức tạp đấy. Anh phải cẩn thận nhé. Em biết rồi. Đi đâu mà không thuê em sang chơi? Thời gian này em bận công việc, em lâu không gặp anh có khỏe không? Ừ, anh vẫn thế thôi, vẫn khỏe thôi mà. Giờ này em công tác vẫn tốt. Ừ, công việc em vẫn thế. Ừ. Bác đi đâu rồi? Bác mẹ anh đi có việc từ hôm trước rồi chưa về em ạ. À. Ừ. Việc anh em xa ấy. Thế dạo này anh đi làm ở đâu mà hôm nay em qua nhà anh không thấy anh ở nhà? Thì anh ra này làm bất bại lắm. Thì công việc anh vẫn thế thôi em ạ. Thôi anh em làm là giữ gìn sức khỏe anh em. Ừ. Biết thôi là anh. Thế dạo này em đi làm ở đâu mà anh không thấy? Em cũng làm gần nhà thôi ạ. Mà em sang mấy lần mà không gặp anh. Anh làm vừa vừa, giữ gìn sức khỏe. Anh cảm ơn, anh biết rồi. Làm việc nhiệt tình quá, ngày nghỉ em cũng đi làm suốt. Anh sao dạo này anh đi làm ở đâu lâu thế? Mày em bỏ tay ra được. Qua nhà anh mấy lần mà em chả thấy gặp anh. Thì anh vẫn đi làm bình thường thôi. Em qua mấy lần chả được gặp anh. Chẳng qua em đến những lúc anh không ở nhà thôi. Thế dạo này công việc của anh vẫn bình thường nhé. Anh làm nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn em đã hỏi thăm nhé. Anh thấy anh làm công việc nhiệt tình lắm.
Mà những ngày nghỉ anh cũng có chút thời gian nghỉ đi. Thôi em bỏ tay ra đi. Anh biết rồi. Cảm ơn em đã quan tâm nhé. À, chị LýCa, dạo này em lâu lắm không gặp chị. Chị có khỏe không ạ? Vâng, em vẫn khỏe. Dạ. Con của chị đâu ạ? Đi học. Mẹ đi học ạ. Chị khỏe tốt rồi. Dài dòng lắm ạ, nói đi con thì dài dòng lắm. Thôi em, alo. Em không có chuyện gì thì dạ. Em cứ vào nấu cơm đi. Vâng vâng, lúc mà em về anh chị có nói chuyện. Em đi nấu cơm cho chị nhá. Vào nấu cơm. Lâu lắm em không gặp anh ấy, nhớ anh chị. Anh biết rồi. Thôi em ngồi gì ra nào. Em ngồi chơi đi. Anh ra bàn làm việc tí đã nhé. Đang bận à? Em cứ ngồi chơi đi. Vâng. Em vẫn phải làm gì nào? Thế giờ này em đi làm công việc gì? Em làm vẫn công việc ngày xưa thôi. Không bị tốt chứ nhá. Vâng, vẫn bình thường đấy ạ. Em ổn thế là tốt rồi đấy. Vâng. Cứ cố gắng thôi. Anh làm này chắc mệt lắm nhỉ? Không, để em làm. Thôi em bỏ tay ra đi. Anh không mệt không đâu. Sao đâu mà. Công việc anh không mệt đâu mà. Em bỏ tay ra. Em bỏ tay ra đi. Anh cứ ấy đi, cứ làm đi, sao đâu mà. Em bỏ tay ra. Anh không sao đâu. Sao đây em ạ? Bị nhẹ thôi mà. À mà em đến đây từ đằng nào cũng muộn đấy. Cho em ở đây ăn cơm nhé. Vâng ạ. Lâu lắm em cũng không sao. Thế chị LýCa đang làm ở trong bếp hả anh? Ừ. Thế để em vào hộ chị nhé. Ừ thế thì tốt quá. Anh ừ thì em vào hộ LýCa nhé. Lên đâu mà làm như này bao giờ mới được ăn, tôi đói lắm rồi ấy. Mà chị có nhà ở đàng hoàng, chị cũng ở nhà chị đi, sao
Sao lúc nào cũng đến đây làm gì ấy? Từ trước tôi đã nói với chị rồi, nói nhẹ nhàng chị ấy không thích. Chị lại nói như thế. Nói như thế không đúng à? Tại anh Đông thấy hoàn cảnh gia đình của hai mẹ con em thì khó khăn nên là... Khó khăn thì khó khăn chứ, mày khó khăn lúc nào cũng đến đây đâu. Mày tưởng là anh Đông thích mày lắm á? Mày xem bản thân mày có phù hợp với anh em. Mày tưởng mẹ anh ấy thích mày á? Tao đây này, mày phù hợp với hoàn cảnh nhà anh ấy. Không biết tự nhìn mặt mình như nào. Làm đi, còn đứng đấy à? Chả hiểu anh Đông thích mày ở điểm nào nữa. Tao nghĩ chắc anh ấy thương hại mày thôi, mà cũng tại chắc mày lúc nào cũng bám víu lại anh đấy thôi. Chị có hiểu không? Tôi nói như thế. Này, nhìn mặt đã thấy ghét. Tôi nói thế chị có hiểu không? Mà nước nhanh đông ở đâu? Chị lấy cho tôi một cốc nước với khát lắm. Chị có cái gì để xứng đáng với anh ấy không? Mà này chị có một đời chồng, một đời con rồi sao chị cứ lúc nào cũng bám lấy anh Đông đấy? Chị hãy tha cho anh đấy đi. Lúc nào cũng bám giết lấy anh đấy. Nhìn lại bản thân mình thế nào, từ đầu đến cuối thế nào, có cái gì xứng đáng với anh đấy không? Mà chị nấu nhanh lên, tôi với anh Đông đói lắm rồi ấy. Nấu từ bao giờ rồi, đến giờ xong còn giả vờ à? Khóc à? Để anh ý thương hại à? Anh đi chợ về ạ? Ừ. Hai chị em nói xong chưa? Nói xong rồi anh ạ. Bây giờ chuẩn bị dọn dẹp ạ. Rồi nhé. Có đi cả em sao ấy? Em không sao đâu anh ạ. Chị có sao chị? Sao tốt rồi. Thế thì em xong rồi em thấy bưng cơm ra đi. Anh em ngồi ghế chờ nhé. Việc em có vất vả không? Bây giờ làm cũng quen rồi anh, cũng bình thường. Cố gắng thôi nhé. Vâng. Không được nhìn trước được nhé. Thì giờ mình đã bị thế rồi, mình làm loạn cuộc đời đấy. Mà anh này, cuối tuần này anh có bận không? Cuối tuần anh rảnh mà, có việc gì không? Cuối anh đi cùng em đi chơi nhé. Đi chơi à? Em mời anh chị xuống ăn cơm ạ. Ôi chín rồi em. Vâng, ăn đi. Thế em ngồi luôn đi. Ăn đi. Anh chị cứ ăn đi ạ. Một xuống ăn cơm em ơi. Một xuống đi chị ơi. Cơm chín rồi này. Em không thể đói đâu, anh chị cứ ăn cơm nhé. Ủa? Ăn cơm đi. Em làm sao đấy? Em không sao đâu. Thế có việc gì à? Không, không có việc gì, ăn cơm đi. Mà anh chị ăn cơm đi. Thế có việc gì em nói em nào. Ngồi ăn cơm đi chị. Lại đi ca sau đấy nhỉ? Anh ơi ngồi xuống ăn cơm. Lại nhỉ?
cô vẫn vui vẻ cười nói không? Sao giờ lại mặt buồn nhỉ? Đau bụng không? Ngồi chờ đi pha một tí. Ủa sao không ăn cơm nhỉ? Anh không biết, không biết lý do gì nữa. Hôm nay cô còn vui lắm rồi giờ lại mặt buồn ra đấy. Lúc nấu nướng với em chị cũng nói chuyện bình thường với em à? Mà em có làm gì đi cam đấy? Thì làm gì được, anh lại nghĩ xấu về em rồi. Cô ấy đã chịu tổn thương nhiều rồi nhá. Em bây giờ đừng có nói những lời nặng lời với cô ấy. Anh lại nghĩ về em như thế nhỉ? Anh lại không tin tưởng em rồi. Cô ấy đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi. Em không làm gì chị ấy đâu. Mà em nhào với cô ấy thôi nhé. Chắc là chị ấy nhớ con. Con chị ấy đi học ấy, không quen. Thôi, con anh không ăn cơm. Anh đi đâu ấy? Xem cô ấy như nào đấy. Anh ngồi ăn cơm ra. Con này đi đâu rồi nhỉ? Em ơi, em ơi, cái chăn gối đi đâu rồi? Em làm bếp với LýCa trong đấy, em có làm gì cô ấy không đấy? Em không được làm gì đâu anh ạ. Giờ cô ấy bỏ đi rồi, không thấy ở nhà rồi. Con chị không phải ở ngoài đấy hả anh? Cô ấy lấy cả chăn gối đi về rồi. Dạ. Em có nói cái gì quá đáng với cô ấy không đấy? Không, em không được nói gì đâu mà. Vừa nãy em với chị vẫn nói chuyện bình thường với nhau mà. Thôi thôi, em cứ ngồi ăn cơm nhé. Anh không ăn đâu. Anh ăn cơm ra à? Anh đi mua đã. Em ơi, LýCa ơi, LýCa ơi, em đâu rồi? Quái nhỉ, không thấy về nhà. Cô này đi đâu được nhỉ? LýCa ơi, chết rồi, không biết đi, bỏ đi đâu nhỉ? Đâu
lâu nhỉ? Mà này chị có một đời chồng một đời con rồi sao chị cứ lúc nào cũng bám lấy anh Đông đấy, chị hãy tha cho anh đấy đi, lúc nào cũng bám giết lấy anh đấy. Nhìn lại bản thân mình thế nào, từ đầu đến cuối thế nào, có cái gì xứng đáng với anh đấy không? Mà chị nấu nhanh lên, tôi với anh Đông đói lắm rồi ấy, nấu từ bao giờ rồi đến giờ xong còn giả vờ à, khóc à? Để anh ấy thương hại à? Con làm việc à? Vâng ạ. Con đang tranh thủ làm tí. Con không đến cơ quan à? Con có chứ, con chuẩn bị lên bây giờ đấy. Thế à? Vâng. Con hoàn thiện nốt tí hồ sơ này xong cầm lên thôi. Có việc gì không mày? Con thấy con đi thì hỏi con tưởng con sáng nay nghỉ. Đâu, con đi làm bình thường mà. Con tin như thế nào lấy vợ đi con. Con có tuổi rồi, các bạn lấy hết rồi, bằng tuổi con lấy hết rồi đấy. Mới con chưa có vợ đâu. Con chưa nghĩ đến đâu, con giờ còn công việc nữa, sao có thời gian đâu mẹ. Cứ bình tĩnh, cứ từ từ đã. Đi kiếm một con dâu về cho mẹ đi. Con cũng già rồi, mẹ con cũng lớn tuổi rồi, mẹ cũng già rồi, mẹ cũng mong sao con kiếm một con dâu về cho bà, cho mẹ. Con biết thế nhưng mà hiện tại công việc con bận rộn thế, con chưa tính, chưa nghĩ đến đâu. Con phải tính tương lai sau này chứ con.
Con biết rồi. Con không đi tìm thì mẹ giới thiệu cho con mối này. Con có nhất trí không? Nếu con không đi tìm thì mẹ giới thiệu cho con cái đứa hôm nọ ấy. Về nhà mình ấy, mẹ cũng thấy xinh xắn này, hiền lành nữa. Nó nào dạ. Hôm nọ sang nhà mình chơi á? Vâng. Thôi, mẹ không phải giới thiệu đâu. Con lớn là con có đi tìm. Mẹ mẹ đưa con đi xem cái đứa kia. Nó hiền lành lắm. Trước mắt con chưa nghĩ đến đâu mẹ. Cứ bình tĩnh đó. Từ từ con đã tìm mà. Đấy vợ nhanh nhanh đi. Mẹ cũng già rồi. Con có mẹ cũng mong mỏi con sớm lấy vợ, lấy con dâu về cho bà cho mẹ. Vâng. Con mẹ cũng mong mỏi lắm rồi. Con nó chẳng đi cả về chơi nhà mình à? Vâng ạ. Con nó sang đi chơi mẹ. Nhưng mà sao đi nhanh thế? Con không biết đâu, chắc cô ấy bận việc gì ấy. Chưa kịp ăn cơm nữa, nó về rồi. Mẹ cũng thấy con đi cả, thấy tính nó hiền lành, chăm chỉ làm việc nữa. Thế ạ? Vâng, vâng. Thế thì con cố gắng đi. Con đi làm đi mẹ nhá. Con đi làm nhé. Vâng. Chào mẹ nhá. Vâng. Có ở nhà không? Chết thôi. Ê, cho thể loại này. Thể nhà như này thì ngày lúc nào cũng phải dục giả này. Ngày cái ngày giả thì không giả tiền này. Nhà cửa ở thì không biết sửa sang lại tí nào rồi. Dục giả chết rồi. Chết rồi. Cái này đuổi đi cho người khác thuê còn tốt hơn. Đấy, ở thế nào? Đấy. Ôi, nhà cửa ở đây. Sửa sang lại. Không biết nhà. Sửa sang lại, đuổi đi. Có rồi, nhà cửa hỏng hết này. Trong nhà mình ấy nhỉ? Vậy sao gọi đen rồi chứ? Sao anh lại vứt hết đồ của em ra như thế này? À, con này mày đi rồi. Có việc gì anh cứ bình tĩnh nói chuyện, sao lại vứt hết đồ đạc của em như thế này? Mày không phải nói nhiều nhá. Mày thu dọn hết đồ, cút xéo đi cho tao. Ê, cho mày thuê nhà này chết rồi. Quá nhiều lần nhân từ với mày rồi.
mày thu dọn đồ mày đi hộ tao đấy. Mày tháng nào cũng phải giúp mày trả tiền để cho mày thuê này chết tao. Anh ơi để em xin. Đấy, anh nhà cửa gì? Mày xem còn nên nhà cửa không? Có cái gì như một cái nhà hoang này. Bình tĩnh nói chuyện. Mày ăn ở như nào mà còn lôi cả xô đen vào đây phá nhà tao là nào? Hả? Mày dọn đi hết đi. Anh chị em hai mẹ con em xin, dạo này con em đi học cũng không có tiền. Không có xin sợ gì hết. Mày bao nhiêu lần rồi? Đây, cầm đi đi. Anh đừng làm thế. Đi. Em xin. Tao không nói nhiều đâu. Mày đi đi. Anh đừng làm thế. Anh mà đuổi mẹ con em không biết đi đâu đâu ạ. Nào con này. Tao không nói nhiều nhá. Anh ơi đừng làm thế để em xin. Anh bình tĩnh đã. Xin cái gì? Tháng nào mày cũng phải cho tao giục mày trả tiền. Dạo này con em đi học nên là cũng không có tiền. Học hành cái gì thôi. Mày không phải dọn lên. Ngay cho tao. Tao không nói nhiều ngày đâu. Đừng vứt đồ của em như thế. Mày đi ngay đi. Anh cho em xin anh đừng vứt đồ của em như thế. Mày đi ngay cho tao. Anh đừng làm thế mà. Có bình tĩnh nói chuyện đã. Anh ơi đừng làm thế để em xin. Na mày cũng bảo xin. Tao cho mày bao nhiêu lần rồi? Tao cho mày bao nhiêu cơ hội rồi? Cứ thưa để em vài hôm nữa. Bây giờ em còn mày nhỏ. Không phải nói nhiều nữa. Nó còn nhỏ quá, nó còn đang đi học nữa. Em còn phải thu xếp tiền cho nó được học nữa. Anh cho em xin. Mày lúc nào có lý do nhỉ? Anh bây giờ kiếm tiền khó anh ạ. Em còn nhiều cái, nhiều khoản em còn mày phải biết khó khăn thế, mày đi chỗ khác mà thuê. Anh cố gắng giúp em đợt đây này. Đây nhà cửa đất đai tao làm ăn chứ. Em biết mỗi thế. Ngày có con à? Em cũng biết là như thế anh ạ, à, nhưng mà anh thương em, anh giúp em với. Chứ bây giờ anh mà đuổi em đi thì hai mẹ con em biết sống ở đâu. Lần trước đến mày bảo con mày ốm đau, nay mày lại bảo con mày đi học, thế tao không có con à? Hả? Con tao ốm, con tao đi học thì ai thương? Thôi mày dọn đồ đi ngay hộ tao đi. Mày không phải xin sỏi gì nữa. Em xin ạ, anh ơi đừng làm thế. Không phải xin sỏi nữa, mày dọn đồ đi ngay cho tao. Anh mẹ mày đến rồi. Đây gây bao nhiêu phiền phức cho tao ấy. Anh ngày đầu gấu sang hết đầu gấu lại công an gọi lên gọi xuống. Mày đi ngay dọn đồ đi, tao không phải nói nhiều nha. Mày dọn đồ đi ngay cho tao. Mày đừng làm thế mà. Còn mày nhanh lên dọn đồ đi ngay cho tao nhá. Nhanh lên ngay đồ đi cho tao ngay. Đừng mà để em xin, đừng đuổi em như thế. Mày lấy đồ đi, không phải xin giỏi hết. Đừng làm như thế mà. Cho mày phát bây giờ. Mày nhận hết đồ đi cho tao ngay. Mẹ con em không biết sống ở đâu nữa. Mày nhận hết đồ đi cho tao ngay. Em xin mày ngay, đừng làm thế. Tao biết thế này. Từ đầu tao đã không cho mày thuê rồi. Em xin mà. Mày nhận hết đồ đi. Nhận hết đồ đi. Đánh lên. Đồ đạc của mày dọn hết cho tao ngay nhá. Mày không phải khóc lóc gì hết. Đâu tao cho người khác thuê có phải ngon ăn hơn đâu. Dính vào cái điện thoại mày này phiền phức. Em xin ở lại vài hôm nữa. Nhanh lên, không phải nói nhiều. Dọn đi đi. Mày luôn vào tao đi. Nhanh lên. Em không có chỗ nào để đi nữa đâu anh ơi. Mày đi luôn ra, mày đi đâu đi, nhanh lên. Không phải nài nỉ giết, mày đi đi. Nhanh lên, mày lấy đâu đi. Nhanh lên, đi đi. Lấy đâu đi. Anh đừng làm thế mà để em. Con này, nói một lần nữa chứ. Mày đi luôn rồi tao lại. Nhanh lên. Nhặt hết đồ mày đi. Nhặt hết đồ mày đi nhanh nhanh. Đi đi. Em xin anh. Anh thương em với. Anh đừng của em đi mà. Đi nhanh lên. Này cứ lèo nhèo nhiều nhỉ. Tao nói một lần nữa chứ. Em xin đi luôn rồi tao gái. Nhanh lên. Đi. Đi luôn đấy. Nhanh lên. Luôn đi nhá. Ê, dính một cái gọi này phiền phức. Ê, này đốt mẹ đi. Thank you.
chị không nói? Chị làm sao ấy? Mà này, em nói này, cái hôm nọ ở nhà anh Đông ấy, sao tự nhiên đến cơm đến mồm rồi không ăn ấy? Tự nhiên bỏ đi như thế làm anh Đông lo lắng, làm anh lại phải đi tìm chị, cuối cùng có được ăn cơm đâu. Người ta nói có mấy câu như thế mà cũng tưởng oan à? Làm như thế để anh Đông thương hại à? Em không đói nên em không ăn thôi. Không đói. Mày đang định làm thế để anh Đông trách tao không? Phải không? Không có chuyện gì đấy chị ơi. Em đi đâu? Mày đứng lại. Mày lại lấy cái này đi đâu? Lại định lấy đi nhà anh Đông rồi. Sao chị biết làm khó em thế? Sao lúc nào gặp chị cũng có cái kiểu mà làm tặng khó em mày thế? Ấy. Mày cứ em có làm gì cho chị thích đâu? Đụng vào anh Đông làm gì? Tao đã cảnh báo mày bao nhiêu lần rồi hả? Từ nãy tao nói chuyện với mày mà không thèm nói chuyện sai thường tao. Chị đi về đi, em không có chuyện gì ở đây với chị đâu. Đứng lại nói chuyện với nó đàng hoàng hơn. Tao nói chuyện với mày từ nãy mày không thèm trả lời tao à? Ra đây chị, em lấy cho chị ơi. Em ơi, tỉnh lại đi. Em ơi. Em ơi. Này. Này em ơi. Nào nào. Nào nào. Em nôn lên nước ra đi, nôn lên nước ra đi. Nôn lên nước là không sao rồi. Không sao rồi, không sao rồi. Sao em lại xuống nước thế này? Em đỡ chưa? Trời ơi. Cũng may là anh đi qua anh thấy đấy, không thì làm nào được. Được rồi. Em đỡ hơn chưa? Hả? Mà sao em lại rơi xuống nước thế này? Em có biết nước này sâu lắm không? Anh mà không đi qua anh không thấy thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Nón em rơi xuống đây á? Chết thôi, nón rơi này em lấy cây với khều lấy chứ em mà cúi xuống lấy đấy này. Nước này sâu lắm. Trời, thôi được, không sao, tốt rồi. Em đỡ hơn chưa? Đỡ cho anh đưa về nhá. Về thay quần áo đi em ạ, ướt thế này tí bị cảm đấy. Nào này, em rút chân lên đây đi. Đừng ngâm chân trong nước đấy. Nào, rút chân lên đây nào. Thôi, em ngồi nghỉ tí xong nào. Ngồi nghỉ tí đã.
sâu lắm em ạ. Chỗ này nắng lắm em ạ. Thôi để anh hiểu em vào chỗ trong này ngồi nhé. Cô gắng đứng lên nào. Sao cẩn thận em nhé. Nào ngồi đây em ạ. Ngồi lên bờ đi. Ngồi lên bờ đi. Thôi em ngồi nghỉ tí cho anh đưa về luôn đi. Này tí bị cắm đấy. Để anh chuẩn bị xe đó, em ngồi cho anh tí nhá. Để anh lấy đồ cho anh đó. Kịp thời thì lắm nào. Con nhờ tí. Con mà con về rồi. Mẹ đây con nhờ tí. Mẹ ơi. Con làm sao đấy? Vừa không may bị rơi xuống nước ấy, giờ cô ấy ướt hết rồi. Mẹ xem có bộ quần áo không? Hết rồi đấy. Cô LýCa mượn tí thay đi. Tí cô ấy tắm cho mẹ. Sao sao bị rơi xuống nước đấy? Dài lắm mẹ. Ôi, ướt hết cả quần áo đây này. Ướt hết rồi mẹ ơi. Thế ở đây đợi đứng đây đợi bác nhé. Bác lên đây lấy quần áo cho. Vâng. Mẹ lấy cho cô ấy mượn bộ tạm đấy nhá. Vâng. Em đứng đây chờ mẹ anh tí nhá. Mẹ xong rồi ra thay quần áo đi. Mẹ ơi nhanh lên mẹ ơi. Cô ấy cảm đấy. Cô lên ạ. Tí nữa thay quần áo đi xong cảm đấy. Mẹ ơi. Nhanh lên mẹ ơi. Đây là mẹ. Cháu đi thay đi nhé. Em đi thay đi. Nhanh. Tí bị cảm đấy cháu ạ. Mẹ dẫn cô ấy vào trong. Thay đi em nhá. Con à, cô ấy bị rơi xuống nước là con đi may quá con thấy. Thế à? Con cứu được không, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Mẹ đang làm gì? Mẹ đang làm cơm lắm hả? À thế ạ? Vâng. Thế mẹ làm đi. Cảm ơn mẹ nhá. Vâng. Cháu thấy đỡ tí nào chưa? Khỏe tí nào chưa?
sao cháu bị rơi xuống nước? Cháu đang lấy cái nón, thế là bị hoa mắt, chớp mắt thế. May mà có anh Đông đến kịp, không thì cháu chết mất ở đây. Thế à? Không có anh Đông cứu thì chẳng biết cháu sẽ như thế nào nữa bác. Thế à? Bây giờ cháu khỏe lại, bác cũng thấy vui rồi. Cháu đi đỡ rồi, đỡ hơn nhiều rồi. Vâng. Thì cháu tặng cũng ổn. Đỡ lên cháu. Cảm ơn bác ạ. Không có gì đâu cháu ạ. Cháu cố gắng lên nhé. Em thấy đỡ hơn chưa? Đúng đấy, cháu ơi. Em đỡ, đỡ chứ tôi anh ạ. Thế tốt rồi. Thôi em ăn bát cháu nóng rồi đi. Giờ... cháu cố gắng ăn cháu nhé. Anh bắt cháu vào. Anh lên bát đi em nhé. Có biết con ngon không? Em cố ăn rồi đi. Để cháu khác ăn đó. Cố gắng ăn nhé cháu nhé. Cố ăn nhiều vào nhé cháu nhé. Có sức khỏe đấy cháu ạ. À. Em ăn đi. Không ăn hết bát này đi. Không để ăn nhiều nhé. Ăn nhiều vào, ăn hết bát em nhé. Anh vào bếp đi đây. Anh cũng ăn cháo đi. Thôi, anh nói anh đi cơm rồi. Em ăn đi. Không ăn nhiều, ăn hết đi nhé. Cố ăn mới có sức khỏe. Cô ăn hết bát này nhé cháu nhé. Ăn mới khỏe được đấy. Anh, em thấy cháu quý nào rồi, có khỏe không? Em đỡ rồi anh ạ. Cháu anh đâu ngon rồi đấy. Nếu mà đau đâu bảo anh nhé. Anh muốn giúp cháu nhé. Cố gắng ăn đi cháu. Ăn đi, ăn hết bát này đi. Em ăn đi. Ăn đi, cố gắng ăn đấy. Mới có sức khỏe đấy cháu ạ. Nay thằng Đông đi gặp cháu đấy. May quá, may anh Đông đến kịp, không thì đúng là cháu chắc không thể sống được đâu. Biết xảy ra như thế nào. Mà nước sâu nữa ba. Cháu ăn thôi. Cháu ăn đi, cô ăn đi. Cô ăn hết bát này đi mới có sức khỏe. Thấy lại sức khỏe này. Ăn đi. Cháu thấy thím nhà bên cạnh hỏi nhà bác có ai bị ở nhà bác. À, hôm nọ cái con LýCa đây, người yêu của Đông đấy. Chị tên là LýCa à? Vâng. Thế là người yêu của anh Đông hay là anh Đông yêu ạ? Người yêu của anh Đông. Thế vâng. Chị nhà ở đâu hả bác? Chị này ở xa lắm. Ở chờ tận chỗ cái gì nhỉ, bác cũng không rõ đâu. Thế à? Vâng. Thế biết chắc là người yêu của anh Đông bác nhỉ. Vâng. Cháu ơi ra đây ăn quả nè. Em đây ăn quả với mẹ anh nhỉ. Ra đây ăn quả. Em đang chơi à? Gì vậy? Đấy ăn quả. Con đi làm đi mẹ. Con đi làm à? Em ở nhà xem có việc gì làm thì giúp mẹ anh làm nhé. Anh quả. Cũng đi làm. Nó ăn quả rồi bán đi. Em ngồi xuống đây ăn quả với mẹ. Anh đi làm đi ạ. Đến giờ em đi làm đi ạ. Ừ thôi, anh đi làm đi. Con đi làm mẹ nhé. Đi cẩn thận nhé. Ừ. Dưới cháu.
chồng rồi bác? Bác có không biết. Cháu đi làm, cháu thấy mấy bà ở ngoài kia kể cho cháu bảo là chị này có một đời chồng rồi, còn có cả con nữa rồi, sao với bác ạ? Thế á? Vâng. Thế bác không biết ạ? Bác không biết đâu. Ui giời, đi ra ngoài kia người ta nói đầy bác ạ. Vâng. Thực ra cháu nhìn thấy anh Đông tuấn tú như thế mà lại yêu cái chị này. Chả cái thằng Đông yêu cái đứa kia lâu lắm rồi, nhưng mà bác không biết đâu. Nhưng mà chuyện của thằng Đông yêu đương là bác không muốn can thiệp vào đâu. Cháu thấy anh Đông lấy chị này về nhà mấy lần rồi bác không biết à? Biết, nhưng mà không muốn can thiệp vào chuyện yêu đương của thằng Đông. Yêu đương là yêu đương, mà mình là mẹ thì đáng nhẽ bác phải hỏi han anh. Không dám, bác không dám hỏi han như thế nào. Chị này đi lang thang suốt đấy bác ạ. Không biết anh, vâng, không biết anh Đông thế nào chứ lại đưa chị về nhà mình. Thế thằng Đông về mai bác hỏi xem đã. Ra ngoài mà kia người ta nói đầy ấy, cái chuyện yêu đương là bác không muốn can thiệp vào, kể chúng nó thôi. Chị này có một đời chồng, một đời con rồi, một đứa con rồi mà bác cũng cho chị à, anh Đông quen với chị này, cháu không hiểu bác là mẹ của gì, chẳng thấy bác quan tâm đến anh Đông thế nào. Cháu thấy cái chị này không thấy xứng với anh Đông đâu bác ạ. Bác ơi, chắc cháu đi về thôi bác ạ. Cháu đi về nhà ạ. Cháu đi sớm đây. Đi về sớm đây. Cháu cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu những cháu. Lúc cháu gặp khó khăn. Cháu chưa khỏe mà, nghỉ ngơi ở đây. Đây cháu khỏe rồi ạ. Cháu đó. Đi về còn... Nhưng mà anh Đông chưa đi làm về. Đợi anh Đông ăn cơm xong, nấu cơm, ăn cơm, làm cơm canh xong ăn đấy. Thôi ạ, cảm ơn bác ạ. Cháu chị có việc thì cứ để cảm chị ơn bác đi. Cảm ơn bác rất nhiều. Trong thời gian qua, bác với cả anh Đông đã giúp đỡ cháu trong lúc cháu gặp khó khăn. Không có gì đâu cháu ạ. Bộ quần áo bác cháu gửi lại bác ạ. Cháu ai rảnh có thời gian thì về chơi nhà bác nhé. Cháu cảm ơn bác nhé. Cháu đi về đấy ạ. Vâng. Này cháu ơi, thằng bộ quần áo này cháu dưới đi mặc đi. Bác cũng không dùng đến nữa mà. Đấy. Bác cho ơi, cháu cứ dưới đi dùng đi.
Cháu đi giữ gìn sức khỏe nha cháu nha. Quên lại cái việc chị nhờ máy nào. Tiền ghế chị. Để bọn em làm xong rồi. Nọ em đuổi nó đấy đi ra khỏi nhà rồi. Đi cho nó đi. Đi rồi, không biết còn đi ở nào được với em. Sao mà mày bao nhiêu lần rồi mày lúc nào cũng chưa còn gà nào cũng đồng rồi đấy là nó. Có thể sớm là thể tốt. Lúc nào mà chị có việc gì cứ gọi bọn em nhé. Mà chị vừa giới thiệu quá đáng của bọn em ấy. Em tìm chị mãi không thấy. Tiền nong hơi ít đấy. Dạ mà chị đi làm đâu ấy? Chị ạ? Lâu xuất hiện đấy. Chị giờ này vừa ra trạm không dám làm gì đâu. Còn đi xa chị vừa đi ra không dám làm gì. Thế chị chờ ấy. Còn thấy giờ vẫn bám theo thằng Quyền. Thế ở đâu? Nói mắng luôn. Thế mà chị kém. Hợp nặng.
nọ ấy, chị đang trên đường về thế gặp cái con LýCa, chị đẩy nó xuống ao ấy, không biết nó có nói gì đâu. Chơi quả này hơi bị ác tí nó không sao, nhưng mà cảnh báo nó rồi, bảo đừng có nói với anh Đông, mày mà dám hé mồm ra tao cho mày biết tay, chắc là không dám nói đâu.
Mẹ đang nấu cơm à? Còn nước rồi. Đi ra đi đâu không của mẹ? Đi cả vừa mới về nhà. Đi cả về đã. Vâng, mẹ bảo ở đây nghỉ ở đây mấy ngày nhưng mà không chịu ở quét về nhà rồi. Ngại nhỉ? Vâng. Cô ấy đang về lại đâu mà về nhỉ? Đấy, mẹ bảo ở mẹ đây bảo khỏe. Cô ấy vẫn nhất quyết đi về à? Vâng. Khỏe mới về nhà, cho về nhà nhưng mà nó quét. Nên quét về nhà. Thế không có chuyện gì đâu chứ? Không có chuyện gì đâu. Con ạ. Vâng, vâng. Tự về nhà. Thế thì mẹ vào đi nhá. Vâng. Con này cất giấy tờ đi. LýCa, sao tự nhiên cô ấy lại viết thư để lại cho mình này nhỉ? Mấy có chuyện gì không ấy? Chắc chắn có chuyện gì rồi. Thôi mẹ ơi, mẹ ăn cơm trước con đi nhá. Đi con đi đâu? Con chạy ra đây con tí việc đấy nhá. Mẹ về nhanh nhé cho con nha. Thôi mẹ cứ ăn cơm trước con đi. Con không về nhà ăn cơm à? Không, con không về đâu nhá. Đây là đi đâu rồi? Ô, chú ạ. Dạ. Sao chú lại giới nhai này? Mà cái cô ở đây đi đâu rồi chú? Cô này không biết đi đâu rồi. Đất này chú không cho ở rồi. Đất này chú chuẩn bị bán rồi. Biết đây cô này đi đâu rồi? Không biết đâu.
chú. Thế mà tổng cái tay tơ này nhá. Sao bằng con này nhỉ? Chết rồi. Nó ngon cũng không làm á. Sao em như thế hả? Ngươi hả? Biết đất của chú nhưng mà lúc chú đuổi thì cháu phải nói trước chứ. Chú một phát đuổi thế này thì hai mẹ con cô ấy biết ở chỗ nào được. Đất này đất của chú. Quyền của chú là chú bán, chuẩn bị chú rồi bán thôi. Chú đuổi cô ấy lâu chưa? Đuổi lâu rồi, mà không biết cô đấy đi đâu. Không biết đâu, chú bây giờ không biết đâu. Cháu đất hợp đồng đàng hoàng nhưng mà chú bảo cô ấy đi, chú phải bảo cháu câu chứ. Bây giờ hai mẹ con cô ấy biết ở chỗ nào được. Biết cô đấy là đi đâu không biết. Đất này chú chuẩn bị bán rồi. Chú đuổi đi thế này ít nhất chú cũng phải báo cho cháu trước chứ, để cháu chuẩn bị nhà cho cô ấy ở chứ. Một phát chú đuổi thế này thì bây giờ cô ấy đi ở đâu được. Báo là báo rồi nhưng mà cái tiền nong nó đến tháng đấy. Nó bảo rồi nhưng mà có thấy giả chú đâu. Có tháng này mẹ đòi bao nhiêu lâu mới giả chú. Thế còn cô đấy còn nợ nần nữa, còn lên còn xã hội đen lên, còn phá phách cả nhà, bây giờ là nhà hỏng hết rồi, bây giờ chú cái nhà đấy là chú phải tháo dỡ hết rồi. Đấy, tại cô ấy đấy. Vất vả quá. Bây giờ cô đấy không biết đi đâu rồi, không biết, chú cũng không biết nữa. Cô ấy bị đầu chồng đuổi ra khỏi nhà rồi. Đuổi rồi. Có chỗ ở. Chú không cho ở rồi. Thôi rồi. Thế đấy. Cháu biết thế rồi. Vâng. Mới chào chú nhé. Vâng, vâng. Cháu đi tìm cô ấy đây. Con nghĩa đâu bây giờ. Bây giờ cô ấy đi ở đâu bây giờ. Đi tìm cô ấy ở đâu bây giờ. Em sáng mà em không đưa chị đi đâu. Đi con bố em.
chịu nhờ tí không được à, cái thằng này. Ôi chị, đi từ từ nhé. Thôi, về đây. Muộn. À, chị ngồi sao nhé. Về đã. Thì cô hay đến bán hàng đây này. Hôm nay chị thấy đến bán không? Hay cả ngày cả thấy. Buổi sáng luôn.
con ở đây nhỉ? Có ai không? Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Chị ơi, ai bị làm sao đây? Con ơi, chị ơi, chị ơi. Chị ơi, sao lại chị ơi? Rút chân ra nào chị ơi. Đau quá, kêu thôi. Chị đau. Chị rút chân ra rồi chị. Cô cố lên, cố lên. Cô rút chân ra nào. Ôi dồi ôi, cái chân bị chảy máu rồi thế này. Chị, chị ngồi dậy đâu chị ơi. Nguy hiểm quá, sao giờ này nắng nôi này còn ra ngoài đường. Uống rượu nữa. Ôi. Cố lên chị ơi. Cô ngồi dậy nào. Chị Duyên, chị ơi, chị làm sao này? Sao chị lại uống rượu nhiều thế? Rồi ôi, toàn mùi rượu đây này chị. Chị ơi, chị cố lên làm nào được bây giờ? Chị rút ra, rút chân ra một tí nào. Lùi ra, rút chân ra. Đau. Làm nào được bây giờ? Nhảy tay thôi. Buồn nôn quá. Rượu chị ơi. Sao lại uống nhiều rượu thế chị ơi? Toàn mùi rượu bia không đây này. Em làm nào được bây giờ? Cố lên chị ơi. Cái chân chị vẫn bị kẹp chị. Ngồi đây cho em. Chị ngồi đây cho em một tí nhá. Chị ngồi đây cho em. Cái xe bị kẹp chân ở đây này chị. Chị rút chân ra nào chị. Đau. Chị rút chân ra nào chị ơi, rút ra nào. Rút chân ra. Đau quá. Chị ơi, làm thế nào được bây giờ? Ôi, sưng hết rồi đây này. Chảy máu nữa. Đau ở chân. Đây nhá. Đây là sưng to quá chị ơi. Đây là sưng to quá. Ôi, bị nặng lắm chị ơi. Còn chỗ nào đau nữa không chị? Ôi dồi ôi, bị sưng ở chỗ này này. Chứ trên này có bị làm sao không chị? Chị ngồi đây cho em một tí. Làm sao được bây giờ? Có ai ở đây đâu? Sao lại đi uống nhiều rượu bia thế này chị ơi? Cô chịu một tí. Cô chịu một tí. Trời ơi. Ôi, tôi buồn lắm. Chị nhấc chân lên một tí thôi chị ơi. Ôi, nhanh cái tay thôi. Đau. Chảy máu nhiều đây này chị ơi. Chị ơi, sao chị lại quá. Uống nhiều rượu như thế này? Tìm cho tôi cách chính thôi. Lần sau uống rượu rồi thì chị uống ít đi xe thôi, không đi xe nữa chị ơi, đi nguy hiểm quá. Nhảy cái tay thôi. Cái kính nhiệt chị đấy ạ. Trời ơi, bị nặng thế thì làm sao mà đi được bây giờ? Bây giờ em dìu chị đi về nhá. Chị thế đường nhà chị đi qua đường nào vậy? Sao chị lại cứu tôi? Thôi giờ này không nói nữa chị ơi. Để em dìu chị đi về. Đau quá, tôi không về được. Thế em cõng chị. Thì cố đi. Ôm em nào nhanh lên. Không tin nữa chảy máu nhiều thì. Tôi không đi về được đâu. Giờ này em biết gọi ở đâu? Điện thoại của tôi đây. Em không biết dùng điện thoại đâu chị, đi cố gắng lên lưng em để em cõng chị về nào. Không đi nữa, vết thương đau nhiều chị không về được đâu. Thì lái xe đưa tôi về đi. Xe em có không? Em không biết đi xe chị ạ. Xe tôi đây. Em không biết đi xe thì chị ngồi nghỉ một tí đã. Em lại không có nước. Chị ơi. Thank you.
Đi đâu được bây giờ, không có chỗ ở, biết ở chỗ nào bây giờ.